Mút đấy, mút đấy anh nhầm. Mút đấy. Hello, xin chào 500 em, quay trở lại với channel của em nhé. Review cho anh em xem một đoạn của cái con kênh chỗ em. Chỗ em thì đây người ta gọi là kênh hoặc là mương. Nhiều anh em ở bên trong thì không biết là nó gọi là cái gì nhỉ? Chắc là sông nhỏ. Đây. Con bèo nào bèo thôi các bác ạ. Nó phủ kín này, dạo này bên thủy nông người ta chưa vớt thành ra là nó kín mít. Kín mít cái này mới này hay này. Kín mít này kích thủ nó không kích được này. Thì tối qua em đang làm đêm thì thấy có bác up lên trên nhóm ở Phương Thảo Vít Sinh ấy. Câu rất nhiều cá đồng luôn. Thế em bảo quyết định làm này về ngủ dậy gái nào phải đi câu luôn. Làm cả đêm về thì em ngủ tới tầm mẹ tầm 2 rưỡi rồi. Xách đồ lên đi câu luôn anh em ạ. Đấy, review của bác nhìn chưa? Xe cổ dựng đây rồi. Thì đây có cái lỗ. Trước em dạo đây em thấy có cái lỗ ở đây rồi. Chung là ở đây cũng nhiều anh em vớt ra để câu ấy. Đấy. Thì địa điểm này chỉ đánh lửng nó thôi quá nhá. Chỗ này mà kiểu như là ngon ngon tí nữa đợi vài hôm nữa. Ở kia thì các bác để em zoom bác nhìn. Đây này, đấy các bác nhìn xa xa là có cái phao nổi để cò ấy, cò đứng trên nó cuốc ấy. Thì chắc là khoảng 1-2 tháng nữa là nó sẽ cuốc hết chỗ này thôi. Lái nó sẽ sạch thì lúc đấy đánh lục của chỗ này thì ok. Còn bây giờ là chỉ đánh lửng thôi. Anh em xem đánh lửng đánh cái lỗ này tuyệt vời luôn. Trời đang mưa mưa anh em ạ. Anh em mình nhìn ở đây trời mưa phùn nên thành ra là chưa lấy một lát. Nếu nhìn này ngọn cây nó có toàn nước không? Nó hơi mỏng nhưng mà ngồi nói chung là cũng ok, nó không mưa to lắm. Đấy, chưa đến mà có gì. Để tí em vác máy kiêm zoom mà xem cá đấy, cá nó quẩy. Như chỗ này thì rô là vô đối rồi. Chẳng tầm có gì tầm này. Con này nó zoom không tới nơi, mà nếu mà em đi tới nơi đến gần chỗ đấy thì cá nó nặn hết xuống mất. Thôi, gỡ đồ đi anh em ơi. Gỡ đồ đi, nhìn phê quá rồi. Ok. Thì câu cá rô này đa phần là chỉ đánh cần nhỏ nhỏ mềm mềm là hay các bạn. Đây cần này cần nó có độ tuổi chắc nào cũng phải rơi đến 6-7 năm này anh em ạ. Ở tới chăm thay cho nó một cái cần mới đánh cho nó sướng. Cần này nó cũ quá rồi. Nào. Bóng hết cả bóng dính rồi. Nó lắm rồi đấy. Này. Này đánh quả phao này cho đẹp quá bác nhá. Này các bác nhìn phao xịn chưa? Trông màu nó đỏ tươi luôn. Rất là đẹp. Được cái phao này nó có cái chân xoáy anh em ạ. Nó có cái gian xoáy này nào. Muốn lần tháo là tháo vào rất là sướng. Rất là dễ. Kiểu như nó cái lò xo nó có mấy cái vòng xoáy ấy. Rồi ok. Nhìn lỗ câu đẹp quá, người ta câu ngay. Ở đây nhiều bác hỏi em câu rô không câu chì à? Có chì anh em nhé. Chì đây mà. Rô để câu chì nhau nhé. Nó xào cái đó. Bắt đầu thấy có tăm cá kìa. Tăm vào rất là nhiều luôn. Mắc cái gì? Mắc mới đều. Ngồi xa xa này cá nó vào nó yên anh em ạ. Úi giời đẹp quá, úi giời đẹp quá,
Ui, ui giời đẹp quá anh em ơi, ui quả mũi phao đẹp kinh khủng luôn. Có đồ đỏ mút quả phao đẹp kinh khủng luôn. Anh em nhìn thấy nó rê sướng không? À, một con đầu tiên cho đỏ to chưa? Các bác nhìn đây, con này nó mút quả sướng chưa? Đã mà, cho sang tín nước các bác nhá. Phê quá, phê quá. Bây giờ lấy theo cho nó cái ná bèo các bác nhá. Cái ná bèo để vào cho nó đỡ nhảy. À, làm một ngọn hoa đi. Hoa mấy cái ná này. Đấy, cho xô cho nó đỡ nhảy. Lần trước em có lần em cứ để không này con nó vọt phát ra mất đấy. Con này được của nó đấy, vàng. Em nhìn em bụng nó vàng này thôi. To nhỉ. Nhìn cá rô nó cắn cái này biết ngay các bạn, cảm giác nó mút mút cái nó kéo luôn. Nhưng nó không tè tè mấy bọn thú phi. Nhưng ở đây nó nắm bèo quá, giật thì nó cứ rút mày. Đây rồi, đây rồi. Úi giời, ui giời ơi, cái gì vậy? Ui anh em, cứ tưởng cá rô to. Phi thuyền rồi mẹ đón về. Giống ngày cái mồi gì nữa ăn được nhỉ. Cứ tưởng con rô to cơ. Úi giời ơi, nó lốt nữa nhỉ. Ủa rà dày thật các bác ạ. Ôi giời. Đóng. Kinh, ruộn bé. Đẹp quá nhỉ, nhìn cái màu con này cũng đẹp phết đấy chứ. Ủa dày. Con này cứ phơi cho nó chết đi. Cái giống này nó phá hổ kinh lắm. Mà đi sinh sản nhanh cực kỳ luôn. Phơi này. Tâm hồn cần thủ là nằm ở ngọn phao, cứ nhìn phao mà thấy sướng rồi. Đặc biệt nhìn mấy con rô đồng nó mút phao thích thật các bạn. Bám 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 mắt lôi luôn. Nó không như mấy con rô phi vớ vẩn cứ tỉa nó mới lôi. Nói con rô đồng à, mê. Mày chết này, mày chết này. Ui. Con gì nó lôi này, giặt trong đấy có rồi. À, vẫn đóng anh em ạ. Vẫn đóng. To luôn. To luôn. Dô cụ, cứ tưởng mất kìa. Wow, ôi, các bác nhìn này. Cứ tưởng mất cơ. Dô cụ. Mày chạy đâu em ơi. Lùi bao lâu ra. Cái giống này nó hay nút nữa đấy em biết. Nút tận bên trong anh em ạ. Những chỗ bèo bèo này hay tụ cá to thế.
không ra. À, em nhìn phê chưa? Gần bằng bằng này phải rồi, hai đầu ngón tay hơn đấy, hai đầu ngón tay đấy, hơn hai đầu ngón tay chút. Úi giời, đã quá. Đấy, đang bập. Đấy, đang bập. Đang bập phê quá. Giống cá rô chặt sướng thật. Bập mà chúng tôi. Thêm một chú nữa các bác nhá. Cắm tay đầu quá. Vào xô. Úi dồi ôi. Cắm tay đầu quá anh em ạ. Đã. Có tín hiệu đấy, có tín hiệu, có tín hiệu. Mày chạy đâu em ơi? Ui đóng rồi. À, được em chia ta anh em ơi, chia vàng. Kêu. Úi giời, ôi cái này nó này nắm chục con này về kho đẹp nhỉ? Ơ, thôi bình tĩnh. Ôi, máu chảy anh em ơi. Máu chảy ác quá. Rồi, thịt nó ngon chưa các bác này. Săn chắc nhá. Nếu có chục con này mà kho riêng, phê. Đẹp quá. Chục con kho riêng thì đẹp. Tuyệt vời. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Trời âm u này cái là chê đóng ngay nhỉ. Nào thì cầu đêm ở đây cũng được. Nhất định nào sẽ phải cầu đêm để chuyển. Ui mau, bắn mất mồi rồi. Cá trong xô nó sẽ ít thích quá. Mấy cái chỗ này mà đóng cá to cũng dễ mất quá. Thì nó cứ rút trong bào. Thật là bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Mút. Úi dồi, đóng hàng anh em ơi. Một nhóc nữa các bác ơi. Đã rồi. Mày chạy đâu, một nhóc nữa. Tươi tôi nói. Vào đây. Mút đấy.